Cuối tuần qua, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh của Đài Loan cho biết số ca tử vong vì sốt xuất huyết đã chạm mốc 129 người kể từ khi dịch bệnh bùng lên hồi tháng 5. Trung tâm cũng cho biết có thêm 315 trường hợp mới mắc bệnh, trong đó 226 ca bệnh tại thành phố Cao Hùng nơi bị ảnh hưởng nặng nhất. Ngoài ra, các ca bệnh cũng được phát hiện ở 21 quận và thành phố khác, chủ yếu tập trung ở phía nam Đài Loan. Hiện các nỗ lực chống dịch bệnh vẫn đang được tiến hành.